Khoảng 10 ngày nữa, vải chín sớm phương Nam thành phố Uông Bí mới vào chính vụ. Song thời điểm này, lác đác đã có một số diện tích chín sớm được nông dân thu hoạch với giá bán khá tốt, báo hiệu một năm được mùa, được giá cho bà con nông dân trồng vải nơi đây. Thời tiết nắng nóng đầu hè cũng là thời điểm các hộ trồng vải chín sớm phương Nam phấn khởi thu hoạch. Vải năm nay tiếp tục cho chất lượng quả rất tốt do được chăm sóc đảm bảo nghiêm ngặt quy trình Việt Gáp. Vải chín sớm là vặt được 2 ngày hôm nay rồi, thu hoạch được gần 1 tấn. Năm nay thì mới đầu mùa từ hôm qua đến nay, thì gia đình nhà chúng tôi vặt bán thì cũng được 50.000, 40.000 một cân. Mỗi một cây trung bình bán được từ 2 triệu đến 3 triệu một cây, nền kinh tế rất cao. Mà nhà mình ấy là có tổng số là 200 cây. Dự tính năm nay nhà tôi là được khoảng độ hơn chục tấn. Giá mà trung bình thôi là 35.000 một cân. Thì vườn vải nhà tôi dự tính là phải được từ 200 đến hơn 200 triệu. Phường Phương Nam có gần 500 hecta vải chín sớm, chủ yếu được quy hoạch trồng tập trung. Vụ này 320 hecta trong số này đã cho thu hoạch. Mỗi hecta với khoảng 300 cây vải cho năng suất bình quân từ 10 đến 12 tấn. 2021 do thời tiết bất lợi, đặc biệt là trong cái thời điểm quả vải từ hoa chuyển sang quả thì do mưa nhiều nên là làm quả nó bị rụng, nên là diện tích vải theo chúng tôi dự kiến là sản lượng vải năm nay thì đạt từ khoảng 2.000 đến 2.500 tấn. Theo dự kiến ban đầu của chúng tôi thì khoảng trong 10 ngày tiếp thì cái sản lượng vải và những cái diện tích cây vải nó đưa vào cho thu hoạch chính. Năm ngoái, vùng trồng vải chín sớm phương Nam cho thu hoạch 4.000 tấn, doanh thu 100 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh miền Nam và phục vụ xuất khẩu. Vụ năm nay, người trồng vải ở đây rất phấn khởi vì tiếp tục có một mùa vụ bội thu, vừa được mùa lại vừa được giá.